Xin chào các bạn, Ami rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi hôm nay. Các bạn thân mến, Hội khỏe Phù Đổng là ngày hội thể thao dành cho học sinh phổ thông có ý nghĩa rất lớn nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện, thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển toàn diện từ thể chất tới trí tuệ. Học sinh vừa thông minh vừa khỏe mạnh có thể đáp ứng được yêu cầu và phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Con người chính là động lực của sự phát triển xã hội, nhân tố con người tốt thì đó sẽ là nguồn lực mạnh cho sự phát triển xã hội. Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Nam lần thứ 9 năm học 2020-2021 được tổ chức trang trọng, nhiều màu sắc tại nhà thi đấu thể dục thể thao Quảng Nam với phần diễu hành biểu dương lực lượng của học sinh 18 huyện, thị xã, thành phố chăm đuốc truyền thống. Đại hội thể thao học sinh phổ thông mang một ý nghĩa rất lớn. Trong những năm qua, để thực hiện mục tiêu giáo dục của Đảng và Nhà nước, cũng như việc quan tâm giáo dục về đạo đức, tư tưởng chính trị, giáo dục thể chất là một nội dung không thể thiếu trong trường phổ thông. Hội khỏe Phù Đổng được tổ chức đã thể hiện một sự quan tâm đặc biệt về mặt thể chất của các em. Hai năm tổ chức một lần, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh là ngày hội thể dục thể thao dành cho lứa tuổi học đường toàn tỉnh. Để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Nam lần thứ 9, ngay từ đầu năm 2021, Sở Giáo dục Đào tạo đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức và quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh. Sở Giáo dục Đào tạo nhanh chóng bắt tay vào công việc chuẩn bị như thành lập các tổ chuyên môn, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, xây dựng kế hoạch tổ chức và chuẩn bị cơ sở vật chất, phục vụ công tác tổ chức thi đấu như lựa chọn địa điểm, kiểm tra điều kiện sân bãi, tu sửa, mua sắm trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ các môn thi đấu của Hội khỏe Phù Đổng. Đây là một cái sân chơi rất bổ ích cho các em học sinh, một cái lứa tuổi mà rất cần về thể lực cũng như thẩm mỹ cho các em, mà muốn là ban tổ chức tiếp tục duy trì hàng năm để cho các em có một cái sân chơi ngoài cái việc học hành, là chúng ta có cái rèn luyện thể chất cho các em toàn diện cả về học và thể lực cho các em. Hiện nay là qua cái giải lần này là về các môn là 13 môn tổng cộng, so với lại những lần trước là lần này là đông nhiều nhất các môn thi đấu. Và về việc các em thì tham gia thì rất tích cực, và tất cả hầu như các môn là đều diễn ra là với cái rất an toàn, bảo đảm và chính xác. Cái trọng tài thì làm nhiệm vụ hết sức nhiệt tình và công bằng, được tất cả các huấn luyện viên cũng như các trưởng đoàn đánh giá rất cao ở trong cái Hội khỏe Phù Đổng lần này. Đây là dịp để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Qua đó, đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học của các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời giúp ngành tuyển chọn, tập huấn và bồi dưỡng tài năng thể thao, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 5 năm 2021. Với cái giáo dục thể chất của địa phương thì rất là tốt, nó tạo tiền đề cho các anh em để trau dồi cái kỹ năng cũng như là cái sở chuyên môn để sau này áp dụng về trường để cho huấn luyện cho các em tốt hơn. Về cái việc mà tổ chức giải của huyện thì nó tổ chức năm nào cũng có hết, tổ chức từ cấp trường đến cấp huyện, nó năm nào cũng dùng giải thường xuyên nên luôn luôn có nguồn cho cái vận động viên đi thi giải huyện. Theo đó, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Nam lần thứ 9 tổ chức từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3, thu hút 3.500 vận động viên tham gia thi đấu, gồm 13 môn, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, bơi lội, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, thể dục, aerobic, kéo co, đẩy gậy, cờ vua, võ cổ truyền. Tùy theo đặc thù từng môn mà Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn tổ chức các nội dung thi đấu phù hợp với lứa tuổi học trò. Trong đó, một số môn như bóng đá, điền kinh, bơi, đá cầu dành cho học sinh đủ các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Còn một số môn chỉ có đối tượng trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia, chẳng hạn như cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền. Theo quy định, mỗi phòng giáo dục và đào tạo và mỗi trường trung học phổ thông dân tộc nội trú là một đơn vị dự thi. Để chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Nam, thời gian qua các địa phương, đơn vị đều đã tổ chức Hội khỏe Phù Đổng nhằm tuyển chọn lực lượng, tổ chức tập luyện.
tổ chức thi đấu cùng thời điểm nhiều môn, nên để đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị, Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Nam lần này tận dụng tất cả các cơ sở tốt nhất hiện có của ngành văn hóa thể thao và du lịch và ngành giáo dục đào tạo như nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, sân vận động Quảng Nam, nhà đa năng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trung học phổ thông Trần Cao Văn, trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, trường Đại học Quảng Nam. Ngoài ra còn phải thuê mượn thêm sân bãi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tam Kỳ như bể bơi Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung, sân cỏ nhân tạo Tân Nhật Minh, nhà thi đấu Kỳ An, nhà văn hóa thiếu nhi Tam Kỳ. Tất cả địa điểm tổ chức thi đấu đều tập trung tại Tam Kỳ và giữa các địa điểm có khoảng cách khá gần nên thuận lợi cho các đoàn vận động viên trong việc di chuyển. Hội Khỏe Phù Đổng cấp tỉnh được coi là ngày hội và là sân chơi lớn nhất của thể thao học đường bởi 2 năm mới diễn ra một lần và được tổ chức rộng rãi. Sự háo hức được tham gia sân chơi này càng lớn, không chỉ ở khoảng cách thời gian khá dài giữa 2 lần tổ chức mà còn ở những nỗ lực trong việc tranh suất để góp mặt tại Hội Khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Để được tuyển chọn vào đội tuyển thi đấu ở cấp tỉnh, các em học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở phải trải qua các cuộc thi tài quyết liệt ở cấp trường rồi sau đó đến các phòng giáo dục đào tạo mới được chọn mặt gửi vàng. Ở tỉnh thì cũng có nhiều cuộc thi dành cho tổ chức học sinh, để cho các bọn được nhận theo đam mê cực của mình, rèn luyện sức khỏe. Học sinh trường công của các bọn thì đa phần là đều thích thể thao tích cực về mọi mặt, điền kinh, bóng chuyền. Hằng ngày thì con thường chơi đá bóng, bóng chuyền, chạy bộ, cầu lông. Còn về những môn thể thao thì đã có cái đam mê từ nhỏ. Còn có sẵn cái năng khiếu và trong quá trình tập luyện thì con được chọn đi thi. Qua ngày hội, giúp cho ngành giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học có cái nhìn toàn cảnh về công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong học trò của đơn vị mình. Ngày hội cũng là dịp để gia đình và nhà trường cùng nhau chăm lo cho việc phát triển toàn diện của học sinh ở khắp các vùng miền, đồng thời là dịp phát hiện ra những tài năng thể thao để có thể tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo trở thành vận động viên, tham gia thi đấu tại Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc và các giải thể thao quốc gia. Hội Khỏe Phù Đổng của Sở Dục Quảng Nam tổ chức lần này rất là nhiều nội dung. Riêng sáng nay thì cái cụm ở trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ diễn ra các trận đấu nam của các phòng giáo dục Bắc Trà My, phòng giáo dục Hội An và phòng giáo dục Đại Lộc. Thì theo bản thân chúng tôi thì có nhận xét về mặt chuyên môn thì các em có đầu tư từ các trường học đến các phòng giáo dục. Do vậy về tính chất chuyên môn thì về bóng chuyền thì có tiến bộ hơn nhiều so với mấy năm. Nhìn chung phong trào thể dục thể thao của toàn tỉnh rải đều khắp từ đồng bằng đến miền núi. Cái độ đồng đều ở đây chúng tôi muốn nói là được giáo dục một cách toàn diện. Do vậy được sự chỉ đạo của Sở Dục Đào tạo Quảng Nam, cho nên về giáo dục thể chất ở tất cả các vùng miền tương đối đồng đều và tính chất chuyên môn thì ngày càng được nâng lên. Trải qua 13 môn thi với cả nghìn vận động viên ở 3 cấp học, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia, chứng kiến nhiều cuộc tranh tài gay cấn, hấp dẫn và kịch tính. Có thể nói, Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ 9 đã đem lại cho các em học sinh và cả thầy cô giáo nhiều cung bậc cảm xúc chỉ có trong thi đấu thể thao. Đó là niềm vui mừng, sự phấn khích khi giành chiến thắng và nỗi buồn nhẹ trước kết quả thi đấu không được như kỳ vọng của bản thân và thầy cô. Dạ, mục tiêu con đạt là con chạ hơi 400 mấy thì con cố gắng thi trường vòn mà không được thì đồng. Tập luyện thì con thấy cũng hơi mệt và có cố gắng của thầy và bài cho đùa con tập chạ 400 mấy. Toàn đội tập luyện với nhau rất là đoàn kết, nghiêm túc và chấp hành những gì huấn luyện viên và thầy dạy. Để có được chiến thắng hôm nay là đội của em đã tập luyện rất nhiều và sau khi chiến thắng là đội cũng thấy rất vui và tự tin cho những vòng sau. Trong các năm qua, từ sân chơi Hội Khỏe Phù Đổng đã giới thiệu cho ngành thể dục thể thao nhiều tài năng và sau này các em trở thành những gương mặt vận động viên xuất sắc của thể thao tỉnh nhà.
Hội khỏe phù đổng còn được coi là kỳ đại hội thể dục thể thao trong học sinh phổ thông nhằm mục đích nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Hiện nay, khi mà phần lớn học trò đều rơi vào tình trạng bị quá tải về chuyện học, bị nhồi nhét kiến thức một cách thái quá, thì việc tổ chức một hoạt động thể thao đa dạng, gồm nhiều môn thi đấu như hội khỏe phù đổng là rất bổ ích, lý thú, giúp các em có điều kiện để thư giãn, học tập tốt hơn. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi sân chơi này thu hút đông đảo các trường học, các em học sinh trên địa bàn cả tỉnh tham gia. Các vận động viên học sinh tham gia thi đấu trên tinh thần đoàn kết, hợp tác, thân ái, trong sáng và cao thượng. Còn các trận thi đấu diễn ra với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Không khí thi đấu rất sôi nổi, hào hứng ở tất cả các nội dung. Đây là một đợt hoạt động thể dục thể thao sôi nổi, tập hợp đông đảo các em học sinh tiêu biểu trong phong trào thể dục thể thao. Qua kỳ hội khỏe phù đổng này, các em sẽ được rèn luyện sức khỏe và thắt chặt tình đoàn kết. Ngoài ra, ngành chức năng còn phát hiện ra được những mầm non, nhân tài cho nền thể dục thể thao nước nhà.